cập nhật ca mắc mới COVID-19 tối 7 tháng 10. Cận cảnh hàng trăm người đội mưa tầm tã hồi hương từ vùng dịch. Những phận đời mong manh trong cuộc hồi hương lịch sử. Hỗ trợ hàng vạn người dân đi xe máy hồi hương qua địa phận Tây Nguyên. Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bà con quá khó khăn chỉ muốn về quê. Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức COVID-19 mới nhất trên kênh Dân Việt. Vẫn như các bản tin được phát sóng vào 18 giờ tối hàng ngày, Dân Việt xin gửi tới các bạn những tin tức mới nhất liên quan đến ca mắc mới tối 7 tháng 10. Tính từ 17 giờ ngày 6 tháng 10 đến 17 giờ ngày 7 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.150 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 4.147 ca ghi nhận trong nước, giảm 209 ca so với ngày trước đó. Tại 43 tỉnh, thành phố, có 1.986 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 1.730 ca, Bình Dương 840 ca, Đồng Nai 589 ca, An Giang 186 ca, Tây Ninh 84 ca, Long An 84 ca, Kiên Giang 83 ca, Thanh Hóa 5 ca, Hà Tĩnh 4 ca, Quảng Nam 4 ca, Nam Định 4 ca, Yên Bái 3 ca, Hà Nội 3 ca, Bình Phước 2 ca, Bình Định 2 ca, Phú Yên 1 ca, Đà Nẵng 1 ca, Nghệ An 1 ca, Bắc Ninh 1 ca, Vĩnh Phúc 1 ca, Phú Thọ 1 ca và Bắc Giang 1 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh giảm 230 ca, Trà Vinh giảm 31 ca, Bình Thuận giảm 28 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó bao gồm: Đồng Nai tăng 55 ca, Tây Ninh tăng 43 ca, Hậu Giang tăng 30 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 5.147 ca một ngày. Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 826.837 ca nhiễm, đứng thứ 43 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 8.399 ca nhiễm. Về đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 822.238 ca, trong đó 753.309 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 10 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, bao gồm Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lào Cai. Có 9 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, bao gồm Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh 405.184 ca, Bình Dương 219.652 ca, Đồng Nai 53.140 ca, Long An 33.099 ca, Tiền Giang 14.359 ca. Về tình hình điều trị, số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế. Về số bệnh nhân khỏi bệnh, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.402, tổng số ca được điều trị khỏi là 758.488. Về số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.605 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.769 ca, thở oxy dòng cao HFNC 911 ca, thở máy không xâm lấn 157 ca, thở máy xâm lấn 745 ca, ECMO 23 ca. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 120 ca tử vong, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh 92 ca, Bình Dương 19 ca, Đồng Nai 3 ca, Cần Thơ 2 ca, Bến Tre 1 ca, Tiền Giang 1 ca, Đắk Nông 1 ca và Long An 1 ca. Bổ sung 5 ca tử vong tại Ninh Thuận trong thời gian trước đó. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 131 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.223 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo phóng viên Dân Việt ghi nhận tại địa phận tỉnh Khánh Hòa,
Trong lúc trời mưa tầm tã, hàng trăm người dân từ các tỉnh thành phía Nam vẫn hối hả hồi hương bằng phương tiện xe cá nhân. Nhìn cảnh đoàn người lầm lũi đi trong cơn mưa nặng hạt, ai cũng cảm thấy xót thương vô hạn. Từ chiều ngày 6 tháng 10, đoàn xe máy của hàng trăm người từ các tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đang trên đường hồi hương đã đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa. Tất cả họ khi về đến chốt chống dịch COVID-19 thuộc thành phố Cam Ranh đều được các lực lượng công an, thanh tra, lực lượng y tế thực hiện kiểm tra, xét nghiệm, phân loại xử lý và hỗ trợ theo quy định. Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ nước, thức ăn trên đường về. Ở nhà trọ không còn tiền nữa này. Về ra đi xe máy này. Tức là mình xe không có xe được cho nên là mình phải đi xe máy hả? Vâng, không có xe đi rồi phải đi xe máy, mà ở nhà trọ thì nợ nhiều quá thì người ta không cho ở nữa. Về thôi. Mình có dự định khi nào mình quay về lại không? Cũng chưa biết anh ơi, hết dịch đi rồi biết tính được anh ơi. Trong đoàn người ấy, không ít những gia đình mang theo cả trẻ nhỏ, người già và phụ nữ mang thai. Theo họ, dù biết chặng đường về hàng nghìn km vẫn còn nhiều gian nan, rủi ro luôn rình rập, nhưng họ vẫn quyết trở về bởi sau nhiều tháng dịch bệnh, họ đã chẳng còn nơi nào để bấu víu. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan thành lập chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 phía trong xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh để thực hiện kiểm tra, xét nghiệm, phân loại xử lý và hỗ trợ theo quy định đối với người từ các tỉnh phía Nam về Khánh Hòa hoặc đi qua Khánh Hòa về quê trong tình hình hiện nay. Nếu như đoàn người lầm lũi đi trong cơn mưa nặng hạt đã làm quý vị cảm thấy chạnh lòng, thì việc chứng kiến những phận đời mong manh trong cuộc hồi hương lịch sử càng khiến chúng ta trân trọng những giây phút thường nhật khi dịch bệnh chưa ập đến. Trời tối sập xuống rất nhanh ở chốt kiểm soát ở vùng giáp danh thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam. Những đoàn người đang lầm lũi đi qua chốt để về lại đất Bắc. Họ đa số là những người công nhân đang trên cuộc hồi hương lịch sử từ vùng dịch của các tỉnh phía Nam trở về quê nhà. Trên những chiếc xe máy cà tàng là chiếc quạt cũ, là cả bu gà, những chiếc móc áo. Đó là tất cả tài sản của họ sau chuỗi thất nghiệp kéo dài, khó khăn chồng chất vì dịch COVID-19. Dạ, em ở trong đó cũng thuận lợi và cũng cùng với ông chủ và chủ mẹ cũng yêu thương, nhưng mà do COVID-19 này á, mạnh quá là con đường đó mình làm nó khó lắm, là không có việc làm. Một là có thể là, hai là vợ em đang mang bầu nên chủ không cho làm, và vì có đi từ hai đêm là hôm nay là đêm nó lại đêm thứ hai, là do mất ngủ vì quá lâu, vì đi từ sáng đến tối. Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, từ sáng ngày 3 tháng 10 sẽ có gần 300 người và phương tiện di chuyển tự phát chạy qua địa phận tỉnh Quảng Nam đến địa phận thành phố Đà Nẵng và tiếp tục hành trình về quê các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa. Sau khi nhận được thông tin, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn, Công an thành phố Đà Nẵng đã bố trí cán bộ chiến sĩ dẫn đường, các đội nhóm thiện nguyện ở thành phố Đà Nẵng cũng thức trắng đêm chờ đợi hỗ trợ đoàn người về tại địa phận xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Bây giờ là xe của anh Hưng mà anh bị tai nạn hết kìa, thì bọn em sẽ hỗ trợ là vận chuyển anh đi lên trên đèo để cho an toàn cho anh, để cho giữ sức khỏe cho anh. Còn xe máy thì bọn em sẽ chạy xe máy trực tiếp lên trên đèo cho anh luôn. Ở trên đó thì có đồ ăn sẵn ở trên đó, và mọi người cũng đang chờ cho mọi người ở trên đó, chờ bên đoàn của mình trên đó rồi. Cho nên trên đó mình sẽ nghỉ dưỡng ở trên đó. Cố gắng nha. Trên hành trình của cuộc hồi hương lịch sử, có người trong độ tuổi lao động, có người già, có phụ nữ mang thai và cả những em nhỏ còn đỏ hòn. Họ chỉ mong được về thật nhanh. Chưa bao giờ chuyến hồi hương của những phận đời vốn tảo tần mưu sinh nơi đất khách lại xa vời như vậy. Không ít người đã gặp tai nạn dọc đường, bị thương, hỏng xe, thậm chí nguy hiểm đến cả tính mạng. Với họ, cuộc tháo chạy vì dịch bệnh này có lẽ là dấu ấn không thể nào quên trong suốt cuộc đời. Chúng ta đang chứng kiến cảnh hàng vạn người hồi hương trở về quê nhà. Thế nhưng nếu không có sự giúp đỡ của lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở, thì cực chẳng đó họ chẳng thể nào trở về an toàn. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại hình ảnh không ngại gió mưa, không kể ngày đêm. Trong thời gian qua, lực lượng chức năng các tỉnh Tây Nguyên đã cùng xuống đường, hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho hàng vạn người dân đi xe máy từ các tỉnh thành phía Nam về quê.
Những ngày qua, hàng vạn người đã đi xe máy từ các tỉnh thành phía Nam về quê theo đường Hồ Chí Minh. Trên suốt tuyến đường, người dân đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm và lực lượng chức năng. Nhiều điểm phát thức ăn, nước uống, xăng và cả sửa chữa phương tiện miễn phí cho người dân đã được các nhà hảo tâm và lực lượng chức năng thành lập để giúp người dân có chuyến đi an toàn. Trước đó tại Đắk Nông, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã bố trí lực lượng phối hợp cùng với công an các huyện, thành phố đồng loạt triển khai các phương án dẫn đường cho hàng ngàn công dân đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông cùng với lực lượng chức năng và các nhà hảo tâm trên địa bàn cũng chuẩn bị hàng ngàn phần ăn, nước uống để cấp phát miễn phí cho những người có nhu cầu. Những ngày qua, do lượng người từ các tỉnh thành phía Nam về quê trên đường Hồ Chí Minh quá đông, nên lực lượng chức năng tại các chốt trạm có lúc gặp tình trạng quá tải phải làm việc suốt đêm. Bên cạnh việc lấy mẫu, xét nghiệm cho người dân về địa phương, lực lượng chức năng còn phải thành lập các đoàn để hỗ trợ dẫn đoàn khi đi qua địa bàn an toàn. Tại các chốt kiểm dịch Cai Xanh, xã Đắk Ru, huyện Đắk Rơ Lấp, Đắk Nông, Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, lượng người từ các tỉnh phía Nam đổ về có lúc lên đến gần 10.000 người với hàng ngàn xe máy cùng thời điểm. Do lượng người quá tải cùng với thời tiết thường xuyên có mưa đã khiến lực lượng chức năng cũng như người dân gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Một lãnh đạo trạm cảnh sát giao thông Krông Búc, trong những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã hỗ trợ dẫn đường đưa hàng vạn người dân qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk an toàn. Bên cạnh đó, nhận thấy những đoàn người về qua tuyến đường trạm quản lý thường vào đêm khuya, nhiều người đã đói khát nên tổ chức phát thức ăn nhanh, nước uống, chung tay cho những chuyến hồi hương an toàn. Tiếp tục đến với những cảnh báo về nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ người dân về quê nếu không được kiểm soát. Để hỗ trợ người từ các tỉnh thành phía Nam trở về quê đi qua địa bàn Nghệ An, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh này đã thành lập tổ công tác đón công dân từ các tỉnh thành phía Nam trở về địa phương. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, trong 3 ngày, từ ngày 4 đến 6 tháng 10 năm 2021, đã có 6.740 công dân từ các tỉnh thành phía Nam trở về quê bằng xe máy. Trong đó, 2.870 người là công dân Nghệ An, 3.870 người công dân các tỉnh thành phía Bắc. Đối với công dân Nghệ An trở về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, tùy theo đối tượng tỉnh đã tổ chức cách ly một cách phù hợp, hỗ trợ tiền ăn, chi phí xét nghiệm ở mức tối thiểu cho công dân cách ly tập trung. Đối với công dân tỉnh khác đi qua địa bàn, công an tỉnh bố trí xe dẫn đường và xe chốt đoàn để hỗ trợ tất cả công dân tiếp tục di chuyển và bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Ủy ban nhân dân thành phố Vinh bố trí dựng nhà bạt và ghế ngồi đảm bảo tối thiểu là 300 người, chuẩn bị suất ăn nhẹ và nước uống cho tất cả công dân, bố trí khu vệ sinh và đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực cầu Bến Thủy 2. Đến thời điểm này, việc đón công dân Nghệ An trở về cách ly nhìn chung đã và đang đảm bảo tốt yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc quản lý đảm bảo phòng chống dịch cho địa bàn nơi những công dân khác đi qua thì chưa thực sự an toàn. Ghi nhận thực tế của phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống cho thấy có rất nhiều các nhóm nhỏ công dân tỉnh bạn đi qua địa bàn Nghệ An. Những nhóm người này đã dừng lại mua bán, sử dụng các dịch vụ được cung ứng như ăn uống, sửa xe tại các hàng quán trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu. Điều đáng nói là việc tiếp xúc của những người cung cấp dịch vụ với công dân trở về từ vùng dịch chưa đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đáng lo ngại không kém là việc các công dân tỉnh khác đi qua địa bàn không theo một tuyến đường cố định. Nhiều nhóm công dân đã từ quốc lộ 1A lên quốc lộ 48 rồi theo đường Hồ Chí Minh để tiếp tục ra tỉnh phía Bắc. Từ ghi nhận thực tế cho thấy, việc đưa đón công dân tỉnh khác đi qua địa bàn cần được chú ý, làm tốt hơn bởi lẽ nguy cơ dịch COVID-19 lây lan từ những người hồi hương này là rất lớn. Các sở ngành địa phương cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các biện pháp thích ứng với tình hình mới để đảm bảo nghiêm túc, chu đáo, hỗ trợ tối đa cho người dân và yêu cầu tuyệt đối an toàn phòng chống COVID-19. Mới đây, ông Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, cũng là đại biểu Quốc hội, đã có những chia sẻ rất gan ruột. Cuộc sống của bà con rất khó khăn. Dù chính quyền các cấp các ngành đã hỗ trợ, hầu hết là lao động tự do, tự chung chỉ có một nguyện vọng là phải về quê. Cử tri Đoàn Mạnh Hường, quận Bình Thạnh nhận định không thể ngăn cản người dân về quê và đề nghị cần quan tâm chính sách hỗ trợ cho bà con về từng đợt để tránh lây lan dịch. Bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 1, đề nghị chính phủ hỗ trợ đón công nhân các tỉnh về lại thành phố. Thời gian qua, công nhân về quê nhiều nên nhiều doanh nghiệp thiếu hụt lao động xanh, trong khi đó doanh nghiệp thường xuyên phải tăng ca. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Quang cho rằng sau 4 tháng, sự chống chịu của nhiều người đã đến ngưỡng, gần như không còn chịu nổi. Tối 30 tháng 9, tôi ở Bình Chánh tiếp xúc nhiều người thì thấy cuộc sống bà con rất khó khăn. Dù chính quyền các cấp ngành đã hỗ trợ, hầu hết các lao động tự do, tự chung chỉ có một nguyện vọng là phải về quê. Đúng là không thể ngăn được, ông nói.
Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đã chỉ đạo và Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp với các địa phương để thu xếp cho người dân về quê trật tự an toàn. Việc người dân tự phát về quê rất nguy hiểm nên thành phố cố gắng tạo điều kiện để người dân tiếp tục ở lại làm việc. Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt lưu ý, việc nới lỏng giãn cách xã hội kéo theo tỷ lệ tội phạm tăng vì lưu lượng người ra đường lớn. Các tội phạm đặc trưng là tội xâm phạm sở hữu, cướp giật, tín dụng đen. Công an đã có kế hoạch cao điểm trấn áp và đưa nhóm tội phạm này vào diện trọng điểm để kiểm soát. Ông cảnh báo cử tri cần cảnh giác với nhóm tội phạm này. Xin quay trở lại với tin tức về dịch bệnh tại Hà Nội. Hiện tại Hà Nội chỉ còn 6 điểm phong tỏa và một ổ dịch nguy cơ cao là bệnh viện Việt Đức. Đáng nói dù đã cơ bản khống chế tốt dịch bệnh, song Hà Nội vẫn chưa cho học sinh đi học trở lại, chưa mở cửa với bên ngoài. Từng lo lắng nguy cơ lây lan bùng phát dịch bệnh cao khi là đầu mối giao thương lớn của cả nước, các tỉnh giáp danh đều có dịch, song sau hơn 5 tháng tính từ đầu làn sóng dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 đến chiều tối ngày 6 tháng 10, Hà Nội ghi nhận 4.021 ca dương tính, trong đó 1.603 ca cộng đồng. Việc phong tỏa sớm và khá chặt đã giúp Hà Nội chặn được đà tăng của dịch COVID-19. Số ca mắc mới và số ca cộng đồng giảm dần sau mỗi đợt giãn cách. Đợt giãn cách thứ tư cũng là thời điểm thành phố dồn lực cho chiến dịch tiêm vaccine, phủ mũi 1 và xét nghiệm diện rộng. Đây là cơ sở quan trọng để Hà Nội quyết định nới lỏng giãn cách từ 6 giờ sáng 21 tháng 9 theo chỉ thị 15, khôi phục lại nhiều hoạt động bình thường mới. Từ hôm nay mùng 7 tháng 10, tức 2 tuần sau mốc điều chỉnh giãn cách, người dân đang chờ đợi thành phố có thêm các động thái nới lỏng mới. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, các bước nới lỏng của Hà Nội còn khá dè dặt. Cũng trong buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Hà Nội cho biết việc mở lại các đường bay nội địa cần có lộ trình. Công suất các khu cách ly tập trung của Hà Nội hiện chỉ là 110.000 người, nên trong thời gian ngắn mở cửa trở lại hàng không và đường sắt, số người cần cách ly tập trung sẽ vượt quá năng lực của thành phố. Tuy nhiên, theo đề xuất, khi mở lại bay nội địa của Cục Hàng không, hành khách bay sẽ thuộc đối tượng không phải cách ly, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc F0 khỏi bệnh. Hành khách tại vùng đỏ xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An sẽ phải thêm điều kiện xét nghiệm âm tính trong 72 giờ và cách ly tại nơi cư trú 7 ngày sau khi đến, xét nghiệm thêm 2 lần trong 7 ngày. Đồng nghĩa với việc nếu cho phép nối lại đường bay với các tỉnh vùng xanh, thậm chí vùng đỏ, Hà Nội cũng không cần cách ly tập trung số lượng người quá lớn như ước đoán của Chủ tịch thành phố. Nói thêm về việc này, theo tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, chính phủ đã xác định không thể Zero Covid. Nguy cơ lây lan dịch bệnh từ sân bay hiện không cao vì đối tượng bay đều được giám sát chặt chẽ, tiêm đủ liều vaccine, không phải đối tượng đi lại tự do. Hơn nữa, mở lại đường bay đến Hà Nội không chỉ là nhu cầu của người dân tới Hà Nội mà còn là di chuyển về các tỉnh phía Bắc. Nhiều tỉnh đã đồng ý mở lại bay nội địa, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã mở. Vì sao Hà Nội lại quá lo lắng? Ổ dịch tại Bệnh viện Việt Đức đã được phong tỏa, các ca F0 phát sinh trong vài ngày qua đều trong khu cách ly và phong tỏa. Nguy cơ lây lan ra cộng đồng Hà Nội không cao. Ổ dịch Việt Đức có thể coi như một sự cố trong phòng dịch tại bệnh viện. Hà Nội nên mở cửa rộng hơn nữa, ông Nga khuyến cáo. Trước đó, hai sân bay lớn Nội Bài Hà Nội và Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh chiếm tới 2/3 số lượng chuyến bay cả nước. Đặc biệt đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh là đường bay trục chính trong mạng bay nội địa. Theo ông Bùi Doãn Nề, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam, nếu Hà Nội muốn đóng cửa sân bay Nội Bài thì kế hoạch phục hồi mạng bay nội địa của ngành hàng không khó thực hiện hiệu quả. Đường bay trục Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh chừng nào chưa được mở lại thì không chỉ ảnh hưởng cơ hội vực dậy ngành hàng không, tác động xấu tới giao thương đi lại mà còn ảnh hưởng tới tiến trình phục hồi kinh tế. Trong khi hàng nghìn người đang đi xe máy vượt hàng trăm km, thậm chí hàng nghìn km về quê, hàng nghìn người khác đang kẹt lại chưa có phương tiện trở về, thì các địa phương cần sớm cho phép khôi phục đường sắt hàng không sớm chừng nào hay chừng đó. Nguy cơ lây lan ra cộng đồng Hà Nội không cao. Ổ dịch Việt Đức có thể coi như một sự cố cho phòng dịch tại bệnh viện. Chắc chắn trong thời gian tới, Hà Nội sẽ mạnh dạn mở cửa và cuộc sống người dân sẽ quay trở lại như bình thường, phải không quý vị? Quý vị thân mến, những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.